Thưa quý vị, thời điểm từ tháng 4 đến nay, số ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ có xu hướng tăng mạnh. Nhiều ca nhập viện ở mức độ nặng phải hội chẩn với tuyến trên hoặc chuyển viện. Một số tỉnh đã ghi nhận sự xuất hiện của virus Intervirus EV71 có khả năng gây bệnh tay chân miệng nặng và tử vong. Thống kê tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay có hơn 2.260 ca mắc tay chân miệng, đặc biệt trong tháng 5 bắt đầu tăng cao lên 409 ca, tăng 140% so với tháng trước đó. Đã có một trẻ bị nặng, độ 4 và tử vong. Tại các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh, số ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em cũng đang gia tăng đáng báo động. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay ghi nhận 743 ca tay chân miệng, trong đó hơn 60% là trẻ em dưới 3 tuổi. Phân loại các ca bệnh nặng, có 244 ca mức độ 2, ca nặng 2B có 4 ca và 5 ca độ 3-4. Chăm sóc trẻ bị bệnh tay chân miệng tại nhà cần tuân theo những hướng dẫn của bác sĩ. Chú ý phòng lây lan bằng các biện pháp cách ly tại nhà ít nhất 10 ngày, tẩy trùng dụng cụ và đồ dùng riêng biệt cho trẻ để phòng bệnh lây lan. Đặc biệt nên bổ sung thực đơn ăn uống đa dạng cho trẻ, tăng cường vitamin từ các loại trái cây, nước ép trái cây. Chú ý dấu hiệu chuyển nặng để báo ngay cho nhân viên y tế.